Chu 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 chu, wow, các bạn ơi, wow, ở đây mình thấy có gì đây? Ai, bận lắm các bạn ơi, hình như là bùn đỏ nữa sao các bạn ơi? Wow, cái gì đây? Wow, cha, hình như là một đồ chơi con rắn này các bạn ơi. Wow, hey, vào nha. Wow, bùn đỏ rất là nhiều luôn này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, wow. Ở đây mình thấy còn rất là nhiều đồ chơi con vật nữa này các bạn ơi. Wow, ở đây có một con gì đây rất là khổng lồ luôn này các bạn ơi. Wow, to ghê ta. Ấy các bạn ơi, wow, mình thấy rất là nhiều đồ chơi con vật luôn. Wow, ở đây có một cái gì đây? Một cái mặt nạ các bạn ơi. Ấy các bạn ơi, đồ chơi mặt nạ này cũng bị dính bùn đỏ nè. Ấy wow, rất là nhiều luôn. Ấy các bạn ơi, ở bên này mình thấy có một cái hồ nước nè. Chà, nước mát lắm các bạn ơi. Mình sẽ rửa con rắn đi. Đây, mình rửa con rắn, mình xem con rắn là sao nha. Wow, một con rắn màu đỏ này các bạn ơi. Đã nha. Wow, mình sẽ để đây đây. Được một đồ chơi con rắn này các bạn ơi. Wow. Chà. Còn gì đây các bạn ơi? Wow, một con trâu. Ha, đồ chơi con trâu đã các bạn ơi. Wow, trâu này có hai cái sừng rất là to luôn nè. Wow. Hey, một cái mặt nạ gì đây? Wow, một cái mặt nạ màu trắng hacker. Ha ha. Nha. Đây đi. Wow, một con bò. Wow. Đã các bạn ơi. Wow, hình như là một khẩu súng nè. Wow, một khẩu súng gì đây? Mình sẽ bán vào. Mình sẽ thử vào cái con khổng lồ ấy đi nha. Wow, các bạn ơi. Súng này rất là công lực luôn, rất là mạnh các bạn ơi. Đây đi. Wow, một con bò màu vàng. Nha. Wow. Wow, một con khủng long màu vàng. Wow, khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Khủng long này kêu to ghê. Đây đi, còn đây đi các bạn ơi. Wow, con gì đây? Wow, một con sư tử. Wow, đồ chơi sư tử rất là ngầu, rất là xịn xò luôn. Wow, con gì trên lưng nó có nhiều cái gai lắm này các bạn ơi. Wow, một con khủng long bạo chúa nhiều gai. Wow, nó có rất là nhiều cái gai luôn. Rất là xịn xò nha. Đây đi, còn gì đây các bạn ơi? Kêu được luôn này các bạn ơi. Vui nha. Wow, lại một con khủng long bạo chúa nữa này các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn. Khủng long này kêu rất là to luôn nha. Wow, mình sẽ rửa tiếp khẩu súng đi. Wow, một khẩu súng màu xanh. Mình sẽ thử vào con khủng long bạo chúa đi. Wow, súng này cũng công lực mạnh lắm các bạn ơi. Wow, đây đi. Wow, một con cá hổ các bạn ơi. Wow, cá hổ rất là nhiều cái răng luôn. Wow, cha, đồ chơi cá hổ xịn sò nha. Mình sẽ rửa con khổng lồ đi. Wow, to lắm nha. Wow.
Các bạn ơi, đây là một con cá sấu khổng lồ. Wow, được chơi cá sấu khổng lồ rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Rất là thích luôn. Wow, hay. Wow, đây là một con lợn rừng. Wow, các bạn ơi, mình rất là thích đồ chơi con lợn rừng luôn. Wow, có rất là nhiều cái nanh luôn. Nha. Wow, chà, con gì đây? Wow, một con ngỗng các bạn ơi. Đây, đây đi. Wow, wow, một con gà màu đỏ, một chú gà trống các bạn ơi. Wow, một rổ đồ chơi đầy rồi. Đây đi các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi con bắt luôn. Wow, một con báo đốm. Wow, mình rất là thích luôn. Hay, con này là con gì đây? Wow, các bạn ơi. Wow, một con hổ màu vàng. Mình rất là thích đồ chơi con hổ luôn. Chà, một rổ đồ chơi đầy luôn. Các bạn ơi, giống khủng long bầu chúa nữa nè. Wow, một con khủng long bầu chúa màu đỏ nữa nè các bạn ơi. Chà. Khủng long này kêu cũng được nè các bạn ơi. Wow, một rổ đồ chơi đầy luôn. Wow, hôm nay mình tìm rất là nhiều luôn. Khủng long đấy các bạn ơi. Hay, lại một con khủng long bầu chúa màu đỏ nữa nè. Wow, rất là nhiều cái răng luôn. Khủng long này kia cũng to lắm nè các bạn ơi. Vui nha. Wow, ở đây mình còn thấy có một con gì đây cũng rất là to nè. Wow, rất là khổng lồ luôn. Wow các bạn ơi. Con gì mà nó gầm to dữ ta. Wow các bạn ơi. Wow, con gì đây mà nó gầm bự lắm nha. Wow, nó gầm sợ quá các bạn ơi. Để mình rửa cho nó sạch mình xem thử nha. Wow các bạn ơi, đây là một con hổ khổng lồ. Wow, đồ chơi con hổ rất là đã, rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, các bạn xem nè. Wow, mình rất là thích đồ chơi con hổ đây luôn. Các bạn có thích đồ chơi con hổ hay không? Wow, rất là đã luôn. Ai, hôm nay mình tìm được một rổ đồ chơi con vật luôn các bạn ơi. Wow, rất là đã, rất là ngầu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đồ chơi về mình chơi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.